chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề, đấy chính là lời thì thầm từ những thiên thần. Xem thông điệp mà những thiên thần muốn gửi đến bạn ở thời điểm hiện tại là gì nhá. Chúng ta có 3 sự lựa chọn. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Bạn có thể chọn bấm dừng hình để lựa chọn cho nó dễ nhá. Đây, mình sẽ cho các bạn xem những lá bài ở đây. Đều là những cái lá bài rất là đẹp. Rồi, tiếp. Một, hai, ba. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá lời thì thầm đến từ tụ bài số 1 đến từ những thiên thần nhé. Xin chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên nhé. Đây là trẻ bé Trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là lời thì thầm từ những thiên thần gửi đến bạn là gì? Đối với tụ bài số 1 ở đây, mình thấy có thể thời điểm hiện tại các bạn đang có một vài những cái vấn đề nào đó liên quan đến cuộc sống của mình. Mà nó có thể là đó là một khoảng thời gian dài các bạn đã đóng băng, các bạn không thể làm được điều gì cả. Ở đây các bạn có lá victory nhưng mà nó đang bị ngược ở đây, thì mình thấy rằng là dường như bạn theo đuổi một cái mục tiêu nào đó, một cái thành tựu nào đó, một cái sự nỗ lực lần nào đó, nhưng mình thấy nó chưa thành công. Nó chưa thành công chứ nó phải không phải là nó không thành công nhá, mà là nó chưa thành công. Và giống như là bạn có rất là nhiều những cái giây phút mà suýt chạm tay tới cái khoảnh khắc chiến thắng đó, hoặc là bạn suýt có được một cái thứ gì đấy thì nó lại vượt mất khỏi bạn. Và chính bản thân của bạn cảm thấy rất là tội lỗi, cảm thấy tự trách cứ bản thân của mình là tại sao mọi thứ nó lại diễn ra như vậy, rồi tại sao mình không thể có được cái điều đó, không thể nỗ lực cố gắng có được, đạt được cái thành tựu đó. Thì mình thấy rằng bạn có một khoảng thời gian mọi thứ gần như đóng băng đối với mọi thứ. Các bạn thấy có lá Winter End đây không? Mình thấy là giống như mùa đông á, nó bao trùm cuộc sống của các bạn trong một khoảng thời gian rồi. Đó, và đều là những cái điều không may, những cái điều không vui, những cái thứ mà nó không thuận lợi, nó đến với cuộc sống của các bạn. Nhưng những thiên thần đang thì thầm vào tai của bạn, đang muốn nói với bạn rằng là mùa đông của bạn ấy, nó đang đi đến hồi kết rồi. Winter End, mùa đông của bạn ấy, nó sẽ kết thúc mà thôi. Sắp tới sẽ có những cái sự hồi sinh, những sự tái sinh sẽ được diễn ra ở đây, và có những cái kết quả lạc quan, vô cùng lạc quan sẽ đến với các bạn. Mình thấy nếu như trước đây bạn bị từ chối trong một cái kế hoạch công việc, hoặc là bị từ chối trong một cái gì đó, mình thấy sắp tới đây bạn sẽ được say yes, bạn sẽ được nói có, mọi thứ sẽ kiểu sẽ được giống như là được gật đầu á, mọi người sẽ gật đầu, mọi người sẽ ủng hộ, mọi người sẽ đồng ý với cái đề xuất của bạn hoặc là cái kế hoạch của bạn đề ra. Mình lấy ví dụ như là các bạn đã làm cái gì đó, các bạn đang xin cơ quan thẩm quyền, mình đang ví dụ thôi nha, xin cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép chẳng hạn, nhưng mà mấy lần là đều cứ bị từ chối cả thôi, có mỗi những cái bước cuối cùng đó mà các bạn cũng không thực hiện được. Thế nhưng mà mình thấy rằng sắp tới đây mọi thứ sẽ say yes với các bạn, mình thấy mọi thứ sẽ rất là giống như là mọi thứ đang sẽ rất là tốt đẹp trong thời điểm tiếp theo đấy, bởi vì cái mùa đông của bạn ấy nó sẽ chính thức kết thúc rồi. Và các bạn có ngay ở đây có một lá bài, đấy chính là những cái điều tồi tệ, nó chỉ là những cái điều tồi tệ, những cái điều thất vọng ấy, nó chỉ là cuộc tập dượt cho những điều tốt đẹp hơn đang đến. Và những thiên thần muốn nói với bạn rằng những điều tốt đẹp đang đến với cuộc sống của các bạn rồi, chỉ cần bạn giữ vững niềm tin vào cái mục tiêu mà các bạn đang theo đuổi và suy nghĩ mọi thứ nó đơn giản thôi, rằng là cuộc sống đôi khi nó sẽ có lên xuống như vậy đó, và mình chấp nhận cái sự lên xuống đó, chấp nhận cả cái tích cực cả cái tiêu cực đó, mình đón nhận nó và mình giải quyết nó theo cách của mình, thì mình thấy là mọi thứ sẽ được thông xe với các bạn trong thời điểm tiếp theo. Còn đâu cái thời điểm, có thể ngay thời điểm hiện tại các bạn đang xem trả bài này của mình ấy, mọi thứ nó chưa có cái gì chuyển biến cả, nhưng mà dần dần mọi thứ nó sẽ có cái chuyển biến tốt đẹp hơn đến với các bạn. Mình thấy các bạn cảm thấy tội lỗi với những gì mà các bạn tạo ra lắm, bởi vì có lẽ là các bạn kiểu thất vọng ấy với những gì mà mình làm, mình muốn mọi thứ nó tốt đẹp nhưng mà nó không hề đi được theo cái chiều hướng đó. Thì mình thấy rằng là những thiên thần cũng đang khuyên bạn ấy, đang nhắc nhở các bạn, thứ nhất là hãy chăm lo cho sức khỏe về mặt cả thể chất, cả tinh thần của các bạn. Có thể các bạn đã lao lực, các bạn đã bỏ ra quá nhiều công sức, rồi là thời gian, sức khỏe cho một cái điều gì đó rồi. Thì các bạn, đây cũng là một thời điểm để các bạn tạm thời nghỉ ngơi một chút đã, để chờ cho những cái diễn biến tiếp theo nó đang đến với các bạn đây. Và những diễn biến này nó sẽ rất là tốt. Mình thấy sẽ có hai người phụ nữ là hai người giúp đỡ các bạn trong cái quá trình thực hiện cái điều này. Một người thì mình thấy rằng là họ có một cái nền tảng rất là tốt về mặt tiền bạc tài chính. Còn một người khác thì mình thấy rằng là họ họ có thể đưa ra những cái kế hoạch, những cái lời khuyên rất là tốt cho cái công việc của bạn, hay là cho cái mục tiêu nào đó mà các bạn đang theo đuổi ở đây. Và các bạn biết đâu,
Money, tiền bạc sẽ đến với các bạn. Và tiền bạc nó đến là vì cái gì? Vì nỗ lực cố gắng của các bạn. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng nó cũng đã được đền đáp. Nó cũng những cái điều tốt đẹp hơn cuối cùng nó cũng đang đến. Money đấy, các bạn nhìn thấy cái lá bài này, tiền bạc nó rơi vào là các bạn biết nó rất là nhiều đúng không? À, kiểu giống như ngay bây giờ, và ngay bây giờ khi các bạn nghe trả bài này, các bạn không cảm nhận được những cái thay đổi tuyệt vời bất ngờ nó sẽ tới như thế nào đâu. Nhưng đối với cái tụ bài này, khi mà mình nhìn thấy vào những cái lá bài đấy, mình thấy là đều là những cái rất là lạc quan. Những cái lá bài rất là lạc quan sẽ đến với bạn. Có người giúp đỡ này, bạn chiến thắng được này. Đây, chiến thắng vinh quang đây. Bạn chiến thắng được này, bạn sẽ chuyển hóa từ cái victory này này, cái sự chiến thắng nó đang bị ngược đây này, nó sẽ trở thành cái lá bài xuôi, giúp cho các bạn đạt được một cái mục tiêu, một cái thành quả nào đó ở đây. Và mình thấy rằng là bạn khám phá được cái khía cạnh tuyệt vời khác bên trong chính bản thân của bạn. Đấy chính là tài năng của bạn, đấy là sự kiên trì của bạn, đó là niềm tin của bạn. Bạn sẽ khám phá được rất là nhiều thứ khác nữa. Và đây mình thấy là có một số bạn có thể là cái lĩnh vực mà các bạn quan tâm liên quan đến sức khỏe, hoặc là đây đang đề cập đến cái việc bạn cần phải a time for healing này, bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của các bạn. Thật ra chặng đường dài này ấy, cái thứ nó đến với bạn ấy, nó mới là khởi đầu thôi. Cho nên đây là một chặng đường dài, đây là một hành trình dài. Nếu như các bạn gục ngã ngay trước cổng thiên đường ấy, là các bạn dở đấy, là thiệt đấy. Cho nên đừng có gục ngã trước cổng thiên đường, phải luôn luôn giữ cho mình cái phong độ tốt nhất. Đấy. Nhanh đôi khi nó cũng không nhanh, đôi khi nó cũng không bền vững đâu. Cái con đường bạn đi nó sẽ bền vững, có điều là bạn phải giữ cho mình một cái tâm thế, một cái sức khỏe thật là tốt để có thể là tiến lên được phía trước, để có thể là đồng hành trên cái hành trình này. Và cái hành trình này đem đến cho bạn rất là nhiều những niềm vui, tiền bạc vật chất, tiền bạc tài chính. Mình thấy là các bạn rất là ổn đấy, sẽ rất là tốt về cái vấn đề đó đấy. Tụ này thì mình thấy là nó khá đẹp thôi, cũng không có gì quá là gì phải bàn cãi ở đây cả. Tụ bài số, mình rút thêm nhé để biết thêm thông tin nhé. Tụ bài số 1. Ở đây có lá bài đấy chính là sự chuyển hướng nguồn năng lượng. Các bạn đang có cái xu hướng tập trung nguồn năng lượng vào những cái điều tồi tệ, vào những cái điều tiêu cực. Rõ ràng rồi, khi mà cuộc sống của mình nó không suôn sẻ thì các bạn, chúng mình thường có xu hướng là tập trung vào rất là nhiều cái điều tiêu cực đó. Nhưng ở đây cái lá bài này, những thiên thần này cũng muốn nói với các bạn, đấy chính là hãy chuyển hướng cái nguồn năng lượng của bạn từ những cái tập trung vào những cái điều tiêu cực ấy, chúng ta tập trung vào những điều tích cực hơn. Ví dụ như là dành thời gian cho sức khỏe của bạn này đó, cho những cái điều tốt đẹp hơn đến từ bên trong của bạn này, thay vì ngồi đấy cảm thấy tội lỗi dằn vặt cắn rứt. Bạn có thể nhìn xem xung quanh xem là nhờ đến sự giúp đỡ của ai được. Tức là chúng ta sẽ tìm cách, thay vì chúng ta đổ lỗi, thay vì chúng ta đổ lỗi cho bản thân của mình, cho hoàn cảnh, cho cái này, cho cái kia, chúng ta tìm cách để cải thiện nó. Bởi vì thật ra đổ lỗi chỉ là cái việc ngồi đổ lỗi mà thôi. Và cái việc bạn đổ lỗi đó, nó không giải quyết được cái vấn đề này, nó không giúp bạn thoát ra được khỏi cái sự bế tắc này. Nhưng khi các bạn hành động vì chính bản thân của mình, và các bạn có niềm tin rằng là mình sẽ làm được thôi, bạn sẽ có cách để có thể xoay chuyển cái tình huống này của các bạn. Tụ bài này thì nó không nói quá cụ thể về cái câu chuyện này là cái câu chuyện gì, nhưng có những bạn sẽ liên quan đến công việc này. Infinite Abundance, trời ơi, sắp tới ấy, là cái sự đầy đủ dồi dào về mặt vật chất đấy. Vật chất nó sẽ đến với các bạn đấy. Các bạn sẽ kiểu giống như là đi trong những cái sự tươi đẹp, cái sự tuyệt vời mà vũ trụ đang đem đến trong cuộc sống của các bạn. Hãy tận hưởng từng giây, từng phút, từng cái điều ngọt ngào nhất, vui vẻ nhất. Sắp tới mọi thứ sẽ rất là vui với các bạn đấy. Các bạn giống như là vừa bước ra khỏi cái mùa đông lạnh giá, và các bạn sẽ đón được cái mùa xuân tuyệt vời hơn đang đến. Tất cả những cái điều mà nó tồi tệ trước đây, nó chưa suôn sẻ trước đây, nó chỉ là cái cuộc tập dượt thôi, để cho các bạn hiểu là đôi khi chúng ta phải nếm những thất bại, chúng ta mới hiểu được cái sự ngọt ngào của chiến thắng là gì. Tụ bài số thông điệp dành cho tụ bài số 1. Tích cực nha, rất là tích cực nha. Thông điệp dành cho tụ bài số 1. 8 gậy. Mình bảo mà, mọi thứ thông xe với các bạn rồi, mọi thứ nó sẽ tốt thôi. Mình thấy là các bạn có cái sự buồn bã nào đó, có thể là vì một cái sự kiện đột ngột nào đó nó đã xảy ra trong cái thứ mà các bạn dự định. Nó đột ngột lắm, cho nên là các bạn cảm thấy tan vỡ, các bạn cảm thấy rất là buồn. Tuy nhiên thì giai đoạn này nó sẽ chóng qua thôi, sắp tới nó sẽ qua. Mọi thứ nó sẽ thông xe với các bạn, mọi thứ sẽ kiểu giống như là mọi người sẽ
đồng thuận với bạn này, có thể bạn sẽ nhận được nhiều lời giúp đỡ này, nhiều câu say yes này, nhiều thứ say yes với bạn, nói có với bạn hơn. Trong khi trước đó thì có thể là một cái giai đoạn khá là mệt mỏi, tệ nó diễn ra, và chính bạn tự cảm thấy bản thân mình quá là có lỗi với những gì mà mình đã gây ra. Nhưng mà như mình nói đấy, không ai là không sai lầm, và đôi khi có những thứ ấy, nó sẽ không đi theo cái kế hoạch của chúng ta đâu. Bạn nó cái câu chuyện của bạn ấy nó cũng không diễn ra theo kế hoạch của bạn. Cho nên là nói chung là đừng cảm thấy quá là gục ngã ở ngay cái thời điểm hiện tại, vì cổng thiên đường ấy, mọi thứ ấy, tốt đẹp ấy, nó còn đang đợi bạn khám phá phía trước cơ. Bạn mà bỏ cuộc hay là bạn mà dừng lại ấy, là bạn thiệt đấy nha. Và đặc biệt là phải chú ý thêm cái mặt sức khỏe của các bạn nữa, có một sức khỏe tốt để có thể là tìm ra được cái chiến thắng của chính mình. Còn ví dụ là gần chạm đến cái kết quả tốt đẹp rồi mà lúc đấy sức khỏe lại có vấn đề đấy, có một cái vấn đề nào đó nó nảy sinh nữa thì rất là mệt. Cho nên là cố gắng lên, đó là tụ số 1 nhá. Chúng ta thì đến các với tình yêu đến với tụ bài số 2. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là lời thì thầm đến từ những thiên thần gửi đến bạn, thông điệp từ những thiên thần. Tụ bài số 1 này thì mình thấy có một chút nào đó cũng hơi tương đồng đối với tụ bài số 2 này. Có một hơi một chút tương đồng so với tụ bài số 1. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đấy, chính là mình thấy rằng bạn không ý thức được cái sức mạnh đến từ bên trong của bạn, và những thiên thần đang nhắc nhở bạn cái điều này. Có thể là bạn luôn so sánh bản thân mình với những người khác, bạn không ý thức được rằng là bản thân bạn là cái người làm chủ ấy, là cái người mà điều khiển cuộc sống của chính mình, và bạn có khả năng làm được điều đó. Nhưng mà các bạn có thể là cứ trao quyền cho người khác là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bạn so sánh bản thân mình với những cái người xung quanh. Và khi mà bạn làm một điều gì đó ấy, nó không nhanh chóng có được kết quả ấy, bạn lại càng tin vào cái niềm tin rằng mình yếu kém hơn, mình không có khả năng, rồi mình thế nọ, mình thế kia. Bạn chê trách bản thân mình rất là nhiều, và bạn cảm thấy xấu hổ trước mọi người rằng là mình không giống mọi người, mình không giỏi như mọi người, rồi ABCZ gì đó. Thì đây những thiên thần muốn nhắn nhủ với các bạn rằng đừng so sánh hai bông hoa, bởi vì mỗi một bông hoa có một vẻ đẹp khác nhau. Bạn là một bông hoa có một vẻ đẹp khác, và những người khác họ là những bông hoa với những vẻ đẹp khác. Cho nên là mỗi người có một hành trình khác nhau, chúng ta không thể so sánh được. Có người họ phát triển về mặt tinh thần nhiều hơn là về mặt vật chất, có những người thì phát triển về mặt vật chất nhiều hơn về mặt tinh thần, nhưng mà cũng có người sẽ cân bằng được cả hai cái thứ đó. Thì nói chung là còn tùy vào cái quan điểm, cái nhìn nhận của mỗi người nữa. Nhưng mình thấy rằng bạn á, là bạn đang rất là buồn bã vì cảm thấy bản thân mình yếu kém hơn, so sánh bản thân của mình với người khác rất là nhiều đấy các bạn ấy. Các bạn chính là kẻ thù của chính mình ấy, chứ không phải là người ta đâu, người khác đâu. Mình thấy rằng là có thể có một điều gì đó nó vừa mới diễn ra ở đây, bạn điều đấy nó khiến cho các bạn cảm thấy rất là buồn. Đó có thể là một cái sự kết thúc nào đó, nhưng hãy biết rằng đây là một cái hidden gift, một cái món quà được ẩn giấu dành cho các bạn đằng sau những cái điều tồi tệ. Mình nhìn nó là tồi tệ đấy, nhưng mà phải nhờ có nó thì mình mới lại có một cái khởi đầu mới nào đó, mình lại có một cái bước ngoặt nào đó nó đến với cuộc sống của chính mình. Thì mình thấy là ở đây có rất là nhiều lá bài ấy, nó đang nói cho bạn biết ấy, thiên thần muốn nói cho các bạn biết ấy, là bạn có sức mạnh kinh khủng đến như thế nào, bạn mạnh mẽ đến như thế nào. Ở đây các bạn có hai lá The Magician. Cái người nhà ảo thuật này là họ biết tận dụng tất cả những cái tài nguyên mà họ có trong cuộc sống ấy để khiến cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Rồi các bạn có lá Strength đây nữa, nó đang nói về cái sức mạnh bên trong của bạn và muốn có bạn một cái lời khuyên rằng là đôi khi cái sức mạnh nó không đến từ sự dữ dội, từ sự ồn ào đâu, từ sự đánh nhau đâu, mà cái sức mạnh nó đến từ cái việc bạn dùng chính cái sự nhẹ nhàng dịu dàng của mình để thuần phục, thuần hóa những cái tình huống nó khó khăn. Thì các bạn hãy giữ cho mình được một cái thái độ tỉnh táo nhất và hãy kiên nhẫn trong chính cái tình huống các bạn đang gặp phải ở đây. Bạn phải kiên nhẫn này, hãy dừng lại cái việc giống như là anti bản thân của mình. Thay vào đó hãy tập trung vào những cái điểm mạnh của chính bản thân của mình để phát huy. Và mình thấy là thay vì bạn so sánh bản thân mình với người khác, bạn có thể mời họ giúp đỡ bạn hoặc là mời họ hợp tác cùng bạn để có thể thoát ra được khỏi cái tình huống giống như cái thời điểm hiện tại. Và đây vũ trụ, những thiên thần cũng nói rằng là có lẽ là bạn đã lâu lắm rồi không cầu nguyện hoặc nói chuyện với họ, hoặc là đã giống như là xa rời cái tinh thần đến từ bên trong của bạn. Họ đang có một lời mời gọi, kêu gọi bạn hãy giao tiếp với họ, hãy nói chuyện với họ hoặc là cầu nguyện. Bạn hãy cầu nguyện những thứ mà bạn mong muốn, hoặc là bạn cầu xin sự giúp đỡ hay là gì đó chẳng hạn. Hoặc là bạn cảm thấy buồn bã quá, đôi khi bạn muốn là họ hãy giúp bạn làm xoa dịu đi những cái nỗi đau đó cũng được. Đó, cái đấy thì nó tùy thuộc vào cái mong muốn của các bạn thôi. Nhưng mình thấy rằng là
Có thể là các bạn đang không ngủ ngon cho lắm đâu, bạn đang suy nghĩ hơi bị nhiều, thì mình thấy rằng là bạn chỉ cần thực hiện cái điều đó như mình vừa gợi ý cho các bạn ấy, có thể bạn sẽ có một cái giấc ngủ ngon nào đó, mọi thứ nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Là cái thứ hai, cái thứ ba nữa, đấy chính là những cái thế lực tự nhiên ấy đang rất là ưu ái, đang rất là để tâm đến cho các bạn. Cho nên là thời điểm này giống như là một cái thời điểm mà bạn cần phải dừng lại để sạc lại cái nguồn năng lượng cho bản thân của mình đã. Bởi vì khi năng lượng của bạn nó đầy rồi ấy, giống như pin đầy, điện thoại đầy ấy, chúng ta mới có thể làm được những cái điều khác. Nếu không ạ, nó sẽ bạn làm mọi thứ nó sẽ rất là lay lắt. Lúc thì ồn ào làm cùng một lúc được nhiều thứ đấy, nhưng mà cũng có những lúc mà bạn mệt quá bạn phải làm nghỉ. Nó không đều, năng lượng nó không liên tục kiểu như vậy. Và mình thấy rằng bạn rất mạnh mẽ và có rất là nhiều cái khả năng có thể tận dụng được trong cái cuộc sống này, nhưng mà bạn đang không nhìn ra được nó. Cho nên bạn có xu hướng chán nản, chê trách, buồn bã. Những thiên thần đang báo hiệu cho bạn một cái cycle mới, một cái chu kỳ mới, một hành trình mới đang chuẩn bị bắt đầu với bạn rồi. Nếu bạn tiếp tục giữ cho mình cái tinh thần kiểu như thế này á, suy nghĩ kiểu như thế này á, thì bạn sẽ tụt hậu thôi, bạn sẽ bị vụt mất những cái thứ mà nó tài năng trong chính bên trong bản thân của bạn. Mình thấy có thể sắp tới bạn sẽ có một cái hợp tác nào đó với bạn bè của bạn, hoặc là bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ đến từ những người bạn của bạn, một cái đội nhóm nào đó. Mình thấy là công việc của bạn ấy nên có một cái sự hợp tác nào đó nha. Thậm chí bạn sẽ trở thành người lãnh đạo của cái nhóm đấy luôn đấy. Bạn không ngờ được đến cái mức độ như thế đâu. Bởi vì mình thấy rằng là bạn có khả năng tận dụng mọi thứ rất tốt. Sắp tới có một cái có thể một cái quyết định quan trọng nào đó được đưa ra ở đây. Các bạn có thể là có một cái dự định mới sẽ đến. Nhưng mà mình thấy tạm thời chắc là phải nghỉ ngơi cái đã. Bạn cần phải nghỉ ngơi cái đã, bạn cần phải chăm lo cho cái sức khỏe tinh thần, đặc biệt là về mặt tinh thần của các bạn trước đã. Rồi sau đó các bạn muốn làm gì thì mới có thể làm được. Còn đối với cái tụ bài này thì mình thấy là cái việc thành hay bại ấy, nó nằm ở bạn ấy, nó không nằm ở người khác đâu. Này, cái cánh cổng của cái sự thành công đang đợi bạn khám phá phía trước. Các bạn nhìn thấy cái ánh sáng nó đang sáng lóa đây không? Đó, thì mình thấy rằng là bạn cần phải đi đến phía trước để có thể khám phá được cái sự thành công này, gặt hái được cái sự thành công này. Nhưng bây giờ hiện tại thì mình thấy là bạn đang dậm chân tại chỗ, bởi vì bạn chưa biết đường hướng đi của mình tiếp theo sẽ như thế nào. Bạn cảm thấy mông lung, mơ hồ và cảm thấy rất là mệt mỏi. Rồi sau đó lại cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tự trách bản thân, so sánh bản thân của mình nữa. Thì giống như đây là một khoảng thời gian mà nguồn năng lượng nó đang bị kéo lại phía sau, đang lấy đà ấy, kiểu như thế. Thì mình thấy rằng là thứ nhất, thời điểm này nên nghỉ ngơi, có thể là giao tiếp nhiều hơn với những thiên thần của bạn. As your angel này, đó, call your spirit home nữa này, đó là cái số 2, cái số 3 nữa ở đây. Là mình thấy sau cái giai đoạn này á, thứ nhất là mình thấy là giai đoạn này các bạn không vội được, mọi thứ sẽ cần có từ từ, thời gian, kiên nhẫn. Cái số 3 nữa là mình thấy sắp tới sau đó có thể là các bạn sẽ có một cái sự hợp tác với bạn bè làm ăn buôn bán, hoặc thậm chí là một cái sự hợp tác, một cái đội nhóm nào đó. Bạn sẽ là cái người mà giúp cho cái đội nhóm đấy nó phát triển. Chính vì thế mà hãy sạc lại cho mình cái nguồn năng lượng đi. Biết rằng là sức mạnh nó nằm ở bên trong bản thân của các bạn. Bạn đang được kêu gọi để đi theo một cái con đường nào đó, đi theo một cái hành trình nào đó ở phía trước đấy, mà các bạn có thể là chưa sẵn sàng lắm. Đang mệt hả? Tụ bài, thông điệp dành cho tụ bài số 2. Thông điệp dành cho tụ bài số 2, win-win. Mình thấy rằng là bạn á, mà thành lập được một cái đội nhóm nào đó, hoặc các bạn đã có ý tưởng là thành lập một cái nhóm nào đó ấy, mình thấy là bạn nên làm điều đấy nhá. Bởi vì mình thấy là bạn sẽ đem đến kết quả có lợi dành cho bạn và cả cái đội nhóm đó nữa, cho những cái người đó nữa. Sẽ có kết quả có lợi dành cho đôi bên mà này. Surrender to the divine. Mình thấy là vũ trụ có kế hoạch cho các bạn, nhưng mà các bạn đang mình thấy có một cái sự hỗn độn ở đây trong suy nghĩ của các bạn, trong những thứ mà các bạn làm. Mọi thứ nó chưa rõ ràng nên mình thấy bạn tạm thời bạn nên có một cái sự tạm nghỉ một chút đã. Rồi sau đó bạn điều chỉnh lại cái tâm trạng, cái tinh thần của mình xong ấy, rồi sau đó thì các bạn bắt tay vào những cái kế hoạch tiếp theo. Vũ trụ có khá là nhiều cái sự đưa đẩy đến cho các bạn. Có thể là đưa đẩy đầu tiên là cái sự kết thúc nào đó khiến cho các bạn cảm thấy rất là buồn bã. Một cái điều gì đấy nó không vui, nó tệ, nó đã xảy ra. Nhưng mà hãy đầu hàng kế hoạch của vũ trụ, rằng vũ trụ biết có những cái điều tốt đẹp hơn đang đến với bạn. Đâu sẽ là những cái thứ phù hợp nhất với các bạn.
đó là lý do vì sao mà bạn đang ở đây trên cái hành trình này. Túm vẫy lại cái tụ bài này thì mình thấy là tạm thời sạc lại nguồn năng lượng này. Thứ hai nữa là hãy để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên bằng việc đấy chính là chấp nhận những cái điều tồi tệ đó đã diễn ra, học bài học từ nó và tiến lên phía trước. Tiếp đó mình thấy bạn nên có một cái sự hợp tác nào đó, có thể là làm ăn, có thể là giúp đỡ hoặc là gì đó, đến từ những cái người bạn hoặc là những người đồng nghiệp hoặc là một cái đội nhóm nào đó. Mình thấy là bạn sẽ đem đến kết quả có lợi dành cho cả bạn và cho cái đội nhóm đó nữa. Thứ ba, các bạn cần phải giao tiếp nhiều hơn với những thiên thần của các bạn, nói chuyện với họ, trao đổi với họ. Thứ tư, điều đặc biệt quan trọng đấy chính là hãy tự tin lên với tất cả những gì tài năng mà bạn có đến từ bên trong của bạn. Hãy nhìn nhận mọi thứ nó khác đi. Đừng kiểu giống như là trở thành kẻ thù của bản thân, dìm bản thân của mình xuống, trách cứ bản thân của mình, sau đó tiếp tục là chìm đắm trong cái sự tiêu cực đấy thì cuộc đời của các bạn nó không tiến lên được đâu. Cái điều quan trọng là mình thấy là mình có thể là hơi yếu một chút về cái vấn đề này, mình sẽ tìm cách để mình bổ sung cải thiện nó hoặc là cải thiện những cái vấn đề khác. Bởi vì con người mà, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Mình cũng thế và các bạn cũng thế. Còn nếu như chỉ chăm chăm nhìn vào những cái điểm yếu thì rõ ràng chúng ta sẽ không bao giờ có thể tiến lên được phía trước, đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với tụ bài số 3. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé Trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi là thông điệp từ những thiên thần, lời thì thầm từ những thiên thần gửi đến bạn. Tụ bài số 1, mình thấy rằng là có thể thời điểm vừa qua ấy, hoặc là có thể mới đây, hoặc thậm chí là sắp tới đây, mình thấy có thể bạn sẽ phát hiện ra rằng là ai đó làm một cái điều khuất tất nào đó đằng sau lưng của các bạn. Họ có thể là lừa dối bạn, phản bội bạn. Và chính điều đấy khiến cho bạn cảm thấy không hiểu được lý do vì sao họ lại làm như thế. Và bản thân bạn rơi vào cái trạng thái bế tắc, không biết là phải giải quyết như thế nào với cái người này đây. Vì có lẽ là cái người này cũng là một cái người mà không quá là xa lạ đối với các bạn, và các bạn cũng không nghĩ và cũng không tin là họ có thể làm được cái điều đấy với mình. Cho nên là mình thấy rằng là các bạn luôn có cảm giác không trọn vẹn ở thời điểm hiện tại. Cảm thấy mọi thứ nó không vui, không ổn, không thoải mái. Nó không cho bạn cái cảm giác bình yên, bình an gì ở đây cả. Mà các bạn nhìn thấy, khi mà nhìn thấy những cái sự việc này nó diễn ra ấy, các bạn cứ luôn cảm thấy muộn phiền. Và các bạn nhìn vào nó, sau đó các bạn lại quay về bản thân là ủa, mình đã làm gì sai? Tại sao người đấy lại làm như thế với mình? Nhưng mà mình thấy rằng thiên thần muốn nhắc nhở các bạn rằng thật ra các bạn không thể tránh được cái điều này. Đôi khi nó đến từ rất là nhiều những cái lý do khác nhau. Hãy rút kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm từ cái câu chuyện này. Và thời điểm tiếp theo ấy, mình thấy rằng là bạn nên có một khoảng thời gian để phục hồi lại. Sau một khoảng thời gian mà các bạn đã mệt mỏi, đã khó khăn, đã phải nhìn nhận và đối diện với những cái nỗi đau, với cái sự phản bội này, với cái sự khuất tất này, thì mình thấy rằng là bạn nên có một cái sự phục hồi lại, một cái sự giống như là sạc lại cái nguồn năng lượng ở đây. Và sau đó ấy, các bạn mới có thể comeback được. Và mình thấy rằng là cái lần mà sau khi bạn phục hồi này xong ấy, các bạn comeback ấy, nó sẽ còn rực rỡ hơn bao giờ hết. Có thể là các bạn cần phải lui vào bên trong một khoảng thời gian, có thể là bạn ngắt liên lạc với mạng xã hội, với những cái người xung quanh, để bạn tạm thời về để healing cho chính cái tổn thương của mình đã. Đó, và mình thấy rằng là sau khi mà các bạn hoàn thành xong cái sự phục hồi đó, các bạn sẽ trở nên tuyệt vời hơn, các bạn sẽ comeback và trở thành một cái phiên bản tốt hơn, tuyệt vời hơn ở đây. Đây, các bạn có lá bài này. Có thể là các bạn sẽ giống như là mình được sinh ra thêm một lần nữa. Mình thực sự chuyển hóa trong suy nghĩ và hành động của mình, và mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Không còn điều gì có thể đánh gục mình nữa. Không còn kẻ thù nào, không còn ai có thể làm mình đau nữa. Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cái tụ bài này nó rất là giống với một cái câu hát. Đấy chính là cái gì mà không giết được bạn ấy, nó sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Còn khi mà người này có thể là họ cố gắng dìm bạn xuống, cố gắng hại bạn hay là làm điều gì đó xấu xa với bạn, bạn cũng sẽ buồn, bạn cũng sẽ tổn thương. Nhưng bạn sẽ không chìm đắm trong cái nỗi buồn này quá lâu đâu. Mình thấy là tạm thời gian này thì bạn muốn rút vào bên trong thôi, và để phục hồi lại thôi. Và trong thời điểm tiếp theo có thể là các bạn sẽ tìm thấy những cái niềm yêu thích của mình đến từ quá khứ, đến từ thời thơ ấu. Ví dụ như là trong quá khứ bạn từng thích đánh đàn, thích ca, thích hát, nhưng vì cuộc sống, vì điều này điều kia, bạn gạt bỏ tất cả những thứ đấy, bạn chưa làm được. Thì đây là thời điểm thích hợp để bạn làm những điều đó. Giống như cô gái này, họ đang lấy cái cây đàn từ trên cái nóc tổ của họ. Họ đã bỏ quên ở trên đó, họ đã chưa thực hiện được cái niềm đam mê của họ chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là đã đến lúc để bạn đi thực hiện cái điều đó. Và mình thấy rằng cái sự lừa dối này ấy, nó giống như cái sự lừa dối, cái sự phản bội hoặc là cái cú sốc này về mặt tinh thần ấy, nó đánh gục bạn.
Nhưng đồng thời bạn cũng nhờ cái sự đánh gục đó, các bạn sẽ sinh ra một cái con người mới, một cái phiên bản mới tốt hơn cho chính bản thân của mình. Mình thấy là khi mà bạn comeback trở lại với thế giới ấy, mình thấy là các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều này, các bạn đẹp hơn cả bên trong lẫn bên ngoài này. Mình thấy các bạn sẽ có một cái sự thay đổi và lột xác rất là ngoạn mục đấy. Mình thấy là có thể trước kia các bạn là một cái người mà cả nể này, hay là một cô gái rất là trẻ, hay là một chàng trai rất là trẻ, kinh nghiệm sống còn thiếu này, và bản thân bạn cũng bị người này người kia họ chèn ép, họ làm này làm kia với các bạn, và các bạn đứng im không biết làm gì hết ạ. Nhưng sau cái sự kiện này các bạn cảm thấy mình phải thay đổi thôi, mình phải mạnh mẽ lên, mình phải phát triển lên. Có thể có những bạn sẽ có sự thay đổi rất lớn về mặt ngoại hình, về mặt thể chất của các bạn. Ví dụ như các bạn là một người ốm yếu, một người mệt mỏi, một người luôn cảm thấy mệt ý, gì đó ý. Có thể là các bạn sẽ đi tập gym, các bạn sẽ ăn uống lành mạnh hơn, chăm lo cho sức khỏe của mình hơn, thay đổi về mặt ngoại hình hơn, để bản thân mình trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Bởi vì chỉ bạn biết rằng chỉ khi bạn trở thành một chiến binh mạnh mẽ, bạn mới có thể đương đầu với những kẻ xấu ngoài kia đang muốn hại bạn đó. Và khi bạn trở thành một cái chiến binh mạnh mẽ, bạn không chỉ bảo vệ được bản thân mà các bạn sẽ còn bảo vệ cả những cái người xung quanh của các bạn nữa. Mình thấy The Empress chính là cái hình ảnh mà các bạn sẽ trở thành ở đây. Các bạn nhìn thấy cái lá trong female không? Thật ra giới tính thì không quá quan trọng nhá, các bạn không cần phải để tâm quá nhiều giới tính đâu. Nhưng các bạn nhìn thấy cái người này là một người phụ nữ rất là trẻ, một người con gái rất là trẻ ở đây. Nhưng khi đã trở thành The Empress đây thì kiểu bạn trở thành một vị giống như là nữ hoàng rồi. Bạn biết sử dụng cái vẻ đẹp của mình, bạn biết sử dụng được cái tài năng của mình để khiến cho cuộc sống của mình nó trở nên tốt đẹp hơn. Và kiểu giống như không ai có thể bắt nạt được bạn, không ai có thể dìm bạn xuống, không ai có thể kiểu giống như là bắt bạn phải chịu đựng áp bức hay là những cái bất công nữa. Bởi vì các bạn sẽ đứng lên để bảo vệ chính bản thân của mình. Ở đây có authentic này, có lá bài này nữa, thì mình thấy rằng là bạn sẽ sống thật nhất với cái con người bên trong của bạn. Bạn sẽ không che giấu nó nữa. Trước kia thì có thể là bạn cản nể, bạn giỏi đấy, nhưng mà bạn phải che giấu đi vì điều này điều kia, bạn sợ thế này thế kia. Nhưng đến cuối cùng tất cả những sự lo lắng của bạn, sự hy sinh của bạn dành cho những cái người khác ấy, nó không được đền đáp, mà thậm chí họ còn coi rẻ tất cả những gì mà bạn đã nỗ lực và đã bỏ ra. Cho nên bạn suy nghĩ khác đi, bạn sẽ có một cái lối suy nghĩ rất là khác đấy. Đấy chính là bạn sẽ sống thật với chính bản thân của mình, có gì mình sẽ bộc lộ ra đấy đó. Và mình sẽ không vặn nhỏ cái ánh sáng của mình nữa. Bạn sẽ sống thật với cái con người đến từ chính bên trong. Và ở đây có một cái khởi đầu mới, a new start is coming, sẽ sớm đến với cuộc sống của các bạn. Và các bạn trở thành master the dance cơ mà. Tức là các bạn thậm chí là sẽ trở thành một cái người mà trưởng thành hơn, bậc thầy hơn, giỏi hơn. Suy nghĩ về phát triển, suy nghĩ về hành động, về suy nghĩ về nhận thức đến từ bên trong của bạn ấy, nó cũng sự có một sự thay đổi vượt bậc. Và các bạn biết không, chính cái sự thay đổi đấy của các bạn ấy, nó sẽ đem đến cho bạn tình yêu và sự thịnh vượng ở đây. Có thể là sẽ có cả tình cảm, tình yêu đến, và cái sự thịnh vượng mới nó cũng sẽ sớm đến với cuộc sống của các bạn thôi. Nói chung đối với cái tụ bài này, nó là một cái quá trình mà mình thấy là nó là cái sự chuyển hóa của các bạn. Đây là lúc để các bạn giải phóng những cái điều tiêu cực đến với cuộc sống của các bạn. Mình thấy là tạm thời, có thể là các bạn như mình nói là bạn phải tạm thời ngắt kết nối đã, quay về với bên trong của bản thân mình đã. Có thể là bạn học thiền này, hoặc là bạn tìm cách nào đó để giống như là xác định lại cái vấn đề của mình nó đang nằm ở đâu, để mình có thể giải quyết nó một cách từ từ và bình tĩnh nhất. Hãy tin vào những điều không thể. Có lẽ là các bạn không bao giờ nghĩ rằng là mình có thể trở nên mạnh mẽ được đâu. Mình thấy có một cái sự yếu đuối nào đó đến từ phía bạn. Và rất là nhiều người họ nắm được cái đặc điểm tâm lý yếu đuối đó, mà họ có thể là đè lên đầu lên cổ của các bạn, họ áp bức vào bạn, họ giống như là ngang nhiên làm những cái điều tồi tệ trước mặt các bạn luôn đó. Bởi vì họ biết là bạn chẳng có cái khả năng phản kháng, nhưng bạn sẽ khác thôi. Và những thiên thần đang cổ vũ bạn rất nhiều trong cái việc bạn có một quá trình chuyển hóa tuyệt vời như thế này. Nếu như bạn nghĩ là bạn không làm được cái gì, hãy tin vào những điều không thể, kể cả những cái điều mà nó kiểu không ngờ tới nhất, không thể nhất. Bạn hãy cũng tin vào những cái điều đó và giải phóng cho mình cái suy nghĩ tiêu cực đi. Hãy có niềm tin vào cái giấc mơ và cái mong muốn của các bạn. Và sự thịnh vượng đang đến với cuộc sống của các bạn rồi. Có rất nhiều lá bài đang đề cập đến cái sự thịnh vượng ở đây. Và sự thịnh vượng này mình thấy là nhiều khả năng nó sẽ liên quan đến cái mặt, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần của các bạn nhá. Nhưng mình thấy là vật chất cũng rất là đầy đủ ở đây đấy. Cho nên là thật ra cuộc sống mà không có đau thương, không có trưởng thành, không mà không trải qua những cái điều tồi tệ, thì chúng ta sẽ không nhận ra được bài học, chúng ta sẽ không trưởng thành được lên. Chúng ta sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi.
Và mình thấy rằng là bạn sẽ phải hét lên với thiên đường với một cái niềm, trong cái niềm vui sướng và hạnh phúc của chính bản thân bạn. Và cái lá bài này nó cũng nói về việc đấy chính là nó sẽ có những cái kịch tính, những cái bước ngoặt, những cái bước mà kiểu giống như là phá bỏ mọi giới hạn của bản thân các bạn. Đây là một cơ hội tốt, cho nên bạn nên tận dụng nó để có thể phá bỏ cái giới hạn của chính bản thân của mình. Vì nếu như mà bạn không tận dụng, nó sẽ trôi qua đi, nó rất là phí hoài đây này. Hãy mạo hiểm, hãy một lần mạo hiểm đi để có thể tiến lên được phía trước đi. Thay vì trước kia người ta làm gì đấy bạn lùi bước, bạn sợ hãi, bạn trốn tránh, thì bây giờ bạn hãy về nhà để giống như là sạc lại cái nguồn năng lượng cho bản thân và sẵn sàng ra ngoài kia chiến đấu tiếp. Sẵn sàng ra ngoài kia để bảo vệ bản thân của mình, để bày tỏ cái ý kiến của mình, để sống thật với cái con người đến từ bên trong của mình, chứ không phải là sống vì người này, vì người kia, sợ ánh mắt của họ hay là này kia các thứ. Bạn sẽ dần dần trở nên mờ nhạt. Nếu như bạn như thế, bạn sẽ dần dần trở nên mờ nhạt, là người không có cái cá tính, không bộc lộ được cái gì hết. Bạn sẽ giống như một cái bóng thôi, bóng của người khác, hoặc là mờ nhạt, không có màu sắc gì hết. Bạn giống như là một bức tranh đen trắng vậy. Đúng, bức tranh đen trắng nó cũng có vẻ đẹp của sự đen trắng ở đây, nhưng rõ ràng bạn không phải là cái màu sắc thực sự của bạn, nó không phải là đen trắng như thế, mà nó rất là nhiều màu rực rỡ nữa cơ. Đang khuyến khích bạn, vũ trụ đang khuyến khích các bạn rất nhiều. Tạm thời thì cứ phải nghỉ ngơi cái đã. Tụ này, ba tụ ngày hôm nay mình thấy đều cần phải có một khoảng thời gian để nghỉ. Và sau đó mình thấy các bạn trở lại là như mình nói, là các bạn rất là trở lại, có thậm chí bạn trở thành bậc thầy, bạn trở thành những cái người mà phát triển cực kỳ luôn. Và đây có white leader thì mình thấy rằng là bạn thậm chí có khả năng lãnh đạo người khác. Đó là điều mà có lẽ bạn chưa giờ nghĩ đến. Nhưng mà và khi mà làm những cái tụ bài kiểu như thế này, nếu như bản thân mình chưa thực sự chứng kiến những cái người ở ngoài cuộc đời bình thường này, họ cũng có những cái cú lột xác, có thể mình sẽ không tin vào cái trải bài này đâu. Nhưng mình đã nhìn thấy rất nhiều người, họ có thể thời điểm xuất phát cùng thời điểm cùng mình, họ có rất là nhiều những điểm yếu, họ rất là nhiều cái thứ kém, nhưng mà chỉ trong một thời gian á, mình gặp lại họ thôi, họ có một cái sự phát triển cực kỳ là vượt bậc, cực kỳ là tuyệt vời. Và đó là những cái sự phát triển bởi vì họ đã nỗ lực và cố gắng, thì các bạn cũng thế, các bạn cũng sẽ có một sự nỗ lực cố gắng và bạn đang được khuyến khích rất là nhiều ở đây. Đôi khi nhá, những cái sự nỗ lực cố gắng của bạn này nó cũng đến từ những cái việc như là giảm cân, thay đổi kiểu cách ăn mặc, kiểu tóc, thay đổi phong cách, tư duy, suy nghĩ. Đó, các bạn ví dụ như các bạn đang ở một cái sức khỏe không được tốt, và các bạn đang muốn là tăng cân hoặc giảm cân để mình có một cơ thể nó khỏe mạnh hơn. Chúng ta đang nói về cái vấn đề khỏe mạnh nha, chúng ta không nói về ngoại hình đẹp hay xấu, mà chúng ta nói về cái vấn đề khỏe mạnh. Đó, chỉ cần từ cái việc nhỏ đó thôi, các bạn chuyển hóa thôi, thì các bạn cũng đã khác rồi. Và sau đó nó sẽ trở thành tiền đề để các bạn chuyển hóa những cái vấn đề khác trong cuộc sống của các bạn nữa. Thông điệp dành cho tụ bài số hãy dọn chỗ để đón tình yêu mới đến với các bạn. New Love ở đây có rất nhiều ẩn nghĩa nhá. New Love ở đây có thể là tình yêu mới, tình yêu lãng mạn ấy, đến với bạn. Hoặc New Love ở đây là một lần nữa bạn lại yêu chính bản thân của mình, hoặc một lần nữa bạn lại yêu chính cái cuộc sống này. Đại loại là đang có rất là nhiều thứ mới mẻ đợi bạn đến, và bạn sẽ có khá nhiều thứ để làm đấy. Vũ trụ và tất cả mọi người rất là yêu bạn, thương bạn, và rất luôn luôn mong muốn cổ vũ đến bạn nha. Bạn tỏa sáng, chúng tôi chiếu, tức là vũ trụ đã chuẩn bị sẵn một cái sân khấu rất là tuyệt vời rồi, đang đợi bạn kiểu giống như sửa soạn quần áo này, cũng như là về mặt và tinh thần, cũng như là chuẩn bị những cái tài năng của mình để chuẩn bị lên sân khấu thôi. Bạn tỏa sáng này, bạn tỏa sáng, chúng tôi chiếu, tức là vũ trụ sẽ chiếu sáng vào bạn để bạn có khả năng, tức là sẽ chuẩn bị cho bạn những cái tình huống này, những cái hoàn cảnh này để bạn có thể bộc lộ được cái khả năng của mình. Cái điều quan trọng là bạn có bộc lộ được hay không thôi. Rất nhiều lời cổ vũ động viên cho các bạn. Mình biết các bạn có thể là đang xuống tinh thần rất là nhiều, kiểu giống như là cảm thấy mình không có được yêu thương, rồi cảm thấy tại sao 1000 câu hỏi diễn ra. Và một lần nữa lá bài này xuất hiện. Lá bài này nói về việc đấy chính là hãy chọn ở bên cạnh những người cho bạn có cảm giác chi hà. Hãy chọn ở bên những người mà có thể khuyến khích các bạn phát triển cùng với các bạn. Ngày hôm chủ nhật vừa rồi mình có dịch một cái bài viết nói về việc đấy chính là cách để giống như là trở thành một cái phiên bản tốt hơn trong vòng 1 năm ấy. Nó có cái phần đấy chính là chúng ta bắt đầu thay đổi về những mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta ở bên cạnh những người tích cực hơn, họ khuyến khích các bạn, chứ không phải là họ chê bai, hay là họ hại bạn, hay là họ dìm bạn xuống, hoặc là họ ghen tị với bạn. Chúng ta hãy ngừng những cái mối quan hệ tiêu cực đó, và tập trung vào những cái mối quan hệ mà nó thực sự là đem đến cho chúng ta những cái điều tích cực ấy.
Nên là hãy chọn ở bên cạnh những người cho bạn cảm giác yeah, vui vẻ. Nói chung tụ này mình cũng thấy mấp mé của một cái tình cảm nào đó sẽ đến với bạn rồi. Nhưng mà nó không phải là thứ mà những thiên thần muốn nhắc đến ở đây. Chỉ hé lộ một cái gì đấy nó rất là nhẹ nhàng với các bạn thôi nhá. Rồi, đó là tụ bài số mấy nhá? Số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye.